cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Nam mô Siêu Làng Đồ Bồ Tát, Nam mô Siêu Làng Đồ Bồ Tát, Nam mô Siêu Làng Đồ Bồ Tát, Nam mô Siêu Làng Đồ Bồ Tát.
Lời như lời mình sáng tác
tóc xa mê đầu siêu sắc ân phục quen nhất thành thử đã vàng tội bắt tiêu nguyện cầu cho hương linh liêu kinh hương đắc độ cao siêu cùng tổ gia hiếu nguyên hà chiếm lợi phổ yên âm mơ siêu như thơi phạm giới chúng sanh hà yên hà thân tất dư vô đền được là bao năm dài tháng ròng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ công cha như núi cao vời nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào mẹ cha đêm ngày mong chờ tin con quỳ
con lại mẹ cha. Ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Quê nghèo lối cũ con đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây. Ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chữ hiếu ghi đầu, công cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Kia lắm rồi chợt nhìn thấy bóng cha, còn ngồi đó với bao điều lo. Để ngày mai được sáng tươi, con yêu nên người đời cha chịu nhiều gió sương. Ôi cha hiền, người là vầng thái dương tỏa nắng ấm sáng soi đời con. Kể từ khi mẹ đã xa, vai cha thêm nặng và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm. Nâng niu dịu dạt bước con đi, chăm lo từng giấc ngủ êm đềm. Khuyên con phải sớm yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Người là lẽ sống cho đời con, người là trăng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương. Đêm nay nghe gió lạnh, lòng con nhớ đến cha. Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những sâu yêu thuở nào, bên căn nhà ấm êm. Và nhớ những đêm trăng về, cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90, cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những đêm mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa. Và cha khẽ ôm con vào lòng, bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu hiệu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn.
đêm qua, lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đến trắng đêm, mắt sâu thâm quầng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm từng đêm. Bóng cha già này đã khuất xa về cuối nẻo đời. Vắng cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Như... Dạ kính thưa thầy Công Minh, kính thưa các bác cỡ lên chùa Phật Pháp và tất cả cô bác anh chị em và các cháu, ngày hôm nay là đưa linh cữu của ba chúng tôi cũng như là ông của các cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng, thì con xin đại diện cho gia đình họ Liêu cảm ơn tất cả các bác cũng như là thầy và ban hộ niệm của chùa Phật Pháp ở Singapore đã nhiệt tình coi như là đem những cái thành pháp, và mong là linh cữu của ba con sẽ được siêu năng mình thực là. Con rất là cảm ơn và con xin đại diện của gia đình họ Liêu cũng là ghi nhớ cái ơn của chùa cũng như là tất cả các bác anh chị em có cái lòng đến viếng cũng như là hỏi thăm chia buồn gửi qua hay là có những lời chúc để mà tụng niệm cho ba chúng con, thì hôm qua con cũng có vài lời. Tại vì hôm qua là con nghĩ nó là tránh, bởi vì có những rất là đông người, thành thử ra con đã có vài lời trước. Thì hôm nay con xin có vài lời để cảm tạ tất cả. Thì nếu như trường hợp mà có những việc gì mà sai sót ở trong cái buổi tang, thì con cũng xin là mọi người hãy tha thứ cho gia đình con. Bây giờ cháu, tức là cháu nội của ba, có lo lời với lại tất cả, và xin tất cả cảm ơn quý vị. Kính thưa thầy Tâm Minh, kính thưa các con và con chú, quý vị, anh chị em và các bạn, con tên là Lưu Thái Phong và cháu của con Lưu Kinh Hương. Hôm nay là ngày tang lễ của ông ngoại, con kính xin có dạy phát biểu cùng thầy và quý vị vì con không gặp rằng. Xin thầy và quý vị cho con kết nối. Nottingham, my memory of France is always respected. He was a respected man. He never really showed his emotions. He runs with the rest of the family, especially the uncles. And he had a soft spot for Jenny, that we all could see. She was the one that had him smiling most. It was until his last moments that I got to know who he was. The person before he lost his memory, he was himself again in his own day. From what I could see from there, he was a respectful man. He was very curious, polite. He cared, but he was also scared. He was unsure what was going on, but he speaked out to me. That shows me that he was a very strong person. Even though he didn't know who we were. As I stood there,
remember in my younger days as I stood there watching Jackie, Kevin, and Rosie and Don and all the younger cousins running around the front yard of Jordan's house. But I could see him just sitting there looking at them, looking at us, smiling at us all. The smile that we, as we grandchildren, all grew too familiar with, as he would softly chuckle to himself with a slight as much amusement as we just kept on being kids we were. I'm sure some of you could hear his slight chuckle right now. I now look back and wonder what he was chuckling about. What did he see as we prayed without a care in the world? What were his thoughts as he observed our every breath, our every step, our every laugh, our every tear? Every time he couldn't carry us, as he used to. He couldn't walk with us, as he used to. And sadly, as time progressed, he barely recognized us, as he used to. But let that not be the focus. We're here today to tell him we saw him in all those times, and we smile in return. The smile of 100 words, that is, he has passed on to all of us, to our family today, in our generation. That is what he was smiling about. He had passed on his happiness to us all. And we shall remember that. And a family man. He always wanted to put family first, wanted to be happy, and always wanted to be there for another. Grandfather was my first friend. He was always there throughout my life. He was the first person who took me on my first bus ride. First person to take me to the park. They took me to the kindergarten on my first day. And without a doubt, he would piggyback me. I remember sleeping over his house until the wilderness. When my parents had to work, we would stay up until 11 p.m. to watch TV then. Way past my bedtime at night. I loved waking up to his warm country every morning, sweet before school, and having him walk me to school. I would miss our little conversations, his wisdom, and having our birthdays together. I would miss everything about him. Thank you, Lord, for the unconditional love and memories I have with you. I will cherish you. Rest in peace. Love you. Now, the chocolate, cool rosy. I would like to personally thank everyone for coming to share such an important time for our family. I might have not been close to Grandpa, but it's anything he's taught me, it's family, unconditional love. Memories with him, because memories with him became this when we all grew older, but each and every one of them will never leave a couple. You're in a better place, watching over us, happy with what we do, and that will only make you proud. Thank you, Rosie. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn.
tử vô khứ lai. San tử khứ lai đô thị mộng, tóc phao trần thế tòa liên đài. Có sanh có tử có luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai. Sanh tử đến đi như giấc mộng, ra khỏi trần thế ngồi đài. Hướng bạch Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thì từ gia hộ phong quang tiếp độ tân hóa cố hương linh liễu kinh hương pháp danh quang hương, hướng thọ bát thập ngũ tuế hoàng nhật kiết thời nhi trung thừa tự Phật lực tâm xa mê đồ siêu sanh tình độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thank you.
con thơ không ai nuôi dưỡng, không được sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn nuôi dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta nguồn nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn nuôi dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta nguồn nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như tomorrow starts without me, and I am not there to see. If the sun should rise and find your eyes all filled with tears for me, I wish so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you love me, as much as I love you, and each time that you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above, and that I'd have to leave behind all those I dearly love. But as I turned to walk away, a tear fell from my eye. Don't cry for me. Don't for all my life, I always thought I've been set free. I didn't don't want to die. To fear. God spoke to me. My time had come. He made
for, so much left yet to do. It seemed almost impossible that I was leaving you. I thought of all the yesterdays, the good ones and the bad. I thought of all that we shared and all the fun we had. If I could relive yesterday, just even for a while, I'd say goodbye and kiss you, and maybe see you smile. To the promised land, my soul lives on. But then I fully realized that this could never be, for emptiness and memories would take the place of me. And when I thought of worldly things, I might miss them tomorrow. I thought of you, and when I did, my heart was filled with sorrow. But when I walked through heaven's gates, I felt so much at home. When God looked down and smiled at me from his great golden throne, he said, "This is eternity, and all I've promised you. Today your life on earth is past, but here life starts anew. I promise no tomorrow, but today will always last. And since each day is the same way, there's no longing for the past. So when tomorrow starts without me, don't think we're far apart. For every time you think of me, just remember I'm right here in your heart. I'm in your heart. I feel your pain. Don't give up hope. Our love remains. I'll wait for you at heaven's door. We'll meet again one day for sure. Don't cry for me. My pain is gone forever. Don't cry for me. My body's been made whole. Don't cry for me. We'll soon be back together. Don't cry for me. I'm well within my soul. Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry. I'm well within my soul. Don't cry for me. I'm well within my soul. Namo. Vong linh hiện lên tánh nhân quỷ thần hồn chi linh liêu kinh hương pháp danh quang hương hưởng thọ bát thập ngũ tuế lai đạo ngưỡng mong
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Toàn gia hiếu quyến lại tạ bái biệt hương linh bốn Oh.
Phật ngộ vô sanh bất thôi Bồ Tát vi bản hư nguyện nghị tự công đức khổ cập hư nhân thiên ngã đẳng giữ chúng sanh giai phòng đẳng Phật cập niệm Phật công đức chuyên về hồi hướng kỳ siêu chương linh liệu kinh hương pháp danh quang hương hưởng thọ 85 tuổi hoặc nhất kiết thời nhi trung thừa tử Phật lực tóc sa mê đồ siêu sanh tịnh phục nguyện nhất thành thỉnh Phật hạ lại tiếp dẫn tầng qua có hương linh trực nhập tay thiên cùng toàn gia yêu quyến hàm chiêm lợi lạc phố nguyện nhĩ văn thiên nhạc diện đổ Phật quang tóc ván tay vương thể thành Phật quý cô bác trong đầu tràng
và tất cả các bác, các anh chị, các bạn bè, thân hữu đã có thời gian đến đây để đưa ba tôi đến nhà hoàng và cầu cho ông được siêu thoát nơi miền cực lạc. Tôi thành thật rất là cảm ơn và xin thay mặt gia đình một lần nữa cảm ơn quý vị. Cảm ơn các xin chào mọi người và thưa quý khán giả yêu mến và quý thân hữu của gia đình đã có mặt nơi nhà hòa táng hôm nay. Kính thưa cùng toàn thể quý vị, chỉ còn vài giây phút nữa thôi là chúng ta sẽ tiễn biệt cha, chồng, bác và những người láng giềng lối xóm quê hương của chúng ta, đó là hương linh của cụ Diêu Kinh Hương Pháp Danh Quán Hương về nơi đất Phật. Kính thưa cùng các bạn quý vị và gia đình của hương linh, đã biết bao lần chúng con đã có dịp đưa ba đi về Việt Nam hoặc đưa ba đi du lịch vui chơi ở một nơi nào đó, nhưng đều có kỳ hạn để chúng con lại được đón ba về trong vòng tay thân yêu của chúng con. Nhưng số phận quá nghiệt ngã, định mệnh đã không cho phép chúng con thực hiện điều đó vào lần đưa ba này. Vì lần tìm ba ra đi lần này, chúng con chỉ có cơ hội và có quyền được đưa ba đi thôi. Còn đón ba về trong vòng tay không biết của chúng con thì không còn được nữa. Tôi thưa không còn được cái gì. Đã sanh vào cõi hồng trần, không ai không khỏi một lần ra đi. Và lần ra đi này của ông như tôi thưa sẽ để lại vô vàn nỗi tiếc, đau thương và khắc mãi những hình bóng đó trong tâm trí của các con, của các cháu, của người thân, của cụ, để cho cụ được ra đi nhẹ nhàng và thật toàn mãn phần trong buổi đại lễ hôm nay. Không có gì hơn quý vị chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng lời cầu nguyện cho cùng. Và giờ này trên tay quý vị mọi người có một cành hoa hồng. Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu của đứa đôi, tình yêu của người con dành cho cha, tình yêu của bạn hữu dành cho bác. Tất cả tình yêu của quý vị sẽ được chuyển thành công niệm Phật. Và một lát nữa đây thầy sẽ làm lễ khai thị cho hương linh xong rồi thầy sẽ đi vào bên trong linh cụ của ông và để cành hoa này lên linh cụ của ông. Và quý vị mỗi người có một cành hoa cứ thứ tự, cô và đến các anh các chị cứ từng hàng ghế chúng ta đi lên theo hướng chiều kim hồng hộp, và chúng ta trở ra, chúng ta về vào đường bên trong vị trí của mình. Và khi trở về rồi quý vị vẫn đứng lên, đứng lên và niệm Phật cầu nguyện cho ông. Khi đi cũng niệm Phật, khi trở về chỗ cũ cũng niệm Phật. Và khi gia đình ta quý và quý vị thân hữu đã ở bên dãy ghế bên trái từ phía tay nhìn xuống đã đi lên đó rồi thì xin mời tới phiên đạo tràng đi lên và những người nói kế hạt kế chúng ta tiếp tục đi lên ha. Như là mà chúng ta đi lên trở đường bên trong và chúng ta trở về bằng đường bên ngoài để trở vô cái hạt kế của mình và vẫn đứng đó niệm Phật cùng với thầy cho đến khi người cuối cùng là một cô em vào trong đây để tặng hoa cho ông thì thầy sẽ ra tín hiệu cho ban âm công sẽ nhấn nút và cổ bàn tay của ông sẽ được di chuyển theo câu niệm Phật và sự cầu nguyện của tất cả quý vị. Một lần nữa thầy xin thay mặt cho đạo tràng chùa Văn Pháp chia buồn đến với gia đình cùng với thân bằng quyến thuộc của hương linh của ông Liêm Kinh Hương Pháp Danh Quán Hương đã mất đi một người cha
kính yêu và khả kính nhất cuộc đời mà đã bảo vật và bao dung cho tất cả quý vị đến ngày hôm nay. Và để chuyển qua nỗi khổ niềm đau đó trong những giờ phút linh thiêng và cuối cùng này để tiễn qua đi, không gì hơn đó là tất chúng ta dành tất tình thương của chúng ta bằng lời cầu nguyện, và tình thương của chúng ta được gói ghém trong các khóa này. Xin gửi đến cho ba và cầu nguyện cho ba, nếu lần sau ba có được tái sanh trở lại kiếp người sống có ta bà này thì cũng mong rằng lần trở lại sau của ba sẽ được thay đổi hoàn toàn và ba đầy đủ các phước báo nhân nhiên hơn cái kiếp đã. Một lần nữa thầy xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị và sự lắng nghe của quý vị. Xin gửi lời chúc an lành tốt đẹp. Ai gì đó Phật, thầy chỉ còn có vài phút nữa thôi, thầy cũng được gia đình của bác tin tưởng và thỉnh thầy đến để lo hậu sự cho bác. Từ những ngày còn ở trong bệnh viện, gia đình đã biết làm một cái việc rất là đáng quý, là hướng dẫn cho bác quy tam bảo trước khi bác qua đời, và cũng có thỉnh thầy đến tổ chức đọc kinh để cầu nguyện cho bác. Thôi, đây là cái duyên cuối cùng mà cái cần tự nghiệp rất tốt đến với bác. Thôi, trước giờ phút và chia tay bác, không gì hơn cầu nguyện mười phương chư Phật tam bảo hiện vị chứng minh gia hộ cho bác được tưởng thừa công đức lành do gia đình tạo nên, sát về cõi Phật an lành. Nếu có duyên lành trở lại cõi hồng trần này thì mọi điều sẽ được tốt đẹp và an vui. Ai hà thiên sinh lặng khổ ai vàng tùng ba dũng thoát luân hồi khổ tạo cấm niệm gì ngỡ bà đức từ phụ A Di Đà Phật thì từ giá hộ phóng quang tiếp độ tân hoa có hương linh liễu kinh hương pháp danh quang hương hưởng thọ bát thập ngũ tới ngoạn những kiếp thời nhi trung thừa tự Phật lực tông xa mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bỗng một người chào tôi sau tôi. Bỗng bỏ một đời, cha ơi một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con cụp đầu chỉ thấy đen đen, con cụp đầu chỉ thấy đen đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi. Bỏ con để đời con tròn kiếp mồ côi, cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con tròn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà
cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngừng. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn văn trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Bye.
Hương Linh, Liêu Kinh Hương, Pháp Gia Quang Hương, chương trình tang lễ đưa ông đến ngọn hỏa táng. Đến đây đã hoàn thành viên mãn. Một lần nữa thầy xin gửi lời cảm niệm đến cô em cũng như quý vị trong ban công đông đã tổ chức một buổi lễ rất là trang nghiêm để đưa cụ ông đến nơi được thật toàn như ý nguyện, và cũng cầu nguyện mười phương chư Phật tam bảo hiện tiền của cụ ông sẽ chứng minh và gia hộ cho con cái trong nhà bình an, tài khoản đàn gọi và luôn gặp mọi điều an vui và thúc đẩy liên cầm cuộc sống. Kính chúc toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay cùng gia đình vừa được hạnh phúc, an vui và hoàn sự như năm mới. Sau đây gia đình cũng có thể mời khách ra phía đại sảnh để tiếp khách, mời nước và bánh, và sau đó tính bác Hương và hình của ông về chùa để thầy làm lễ an sáng nhé. Mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi ra người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ mình ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Ngày xưa quá êm đềm, ngọn ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọn ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, dọn đường con bước. Cha ơi mãi không quên tình cha. Vắng bóng cha, nhớ mãi ra người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ đây ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, gọn ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, con thơ khôn lớn bên cha từng ngày.
ngọn ngào thơ ấu. Cuộc đời ai biết đâu ngày mai, còn không quên năm tháng bao la tình cha. Giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng, người là ánh sáng dọn đường con bước. Cha ơi mãi không quên tình cha. Đây còn tình
nặng trong thiên ta, ơn nghĩa sanh thành con chưa trả xong biên thực biên thủy chân ngôn càng đương trì phạt. Nam mô tát phạt đa tha ngã đa phạt lô chỉ đề an tam bằng ra tam bằng ra hồng. Nam mô tát phạt đa tha ngã đa phạt lô chỉ đề an tam bằng ra tam bằng ra hồng. Nam mô tát phạt đa tha ngã đa phạt lô chỉ đề an tam bằng ra tam bằng ra hồng. Nam mô tổ rô bà gia đa tha ngã đa gia đa địa thang tổ rô tổ rô bằng ra tổ rô bằng ra tổ rô ta bà ha nam mô tổ rô bà gia đa tha ngã đa gia đa địa thang tổ rô ngã ra hồng. Tạng chủ thành tâm hiến phạn sáng hương mỹ vị biến hư không di nguyện hương linh giai bảo mạng. Nam mô mỹ hương trai Bồ Tát. Nam mô mỹ hương trai Bồ Tát. Nam mô mỹ hương trai Bồ Tát. Nguyện giai bảo mạng xả sang tham tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Quy tam bảo pháp bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo. Công đức vô biên tận huệ lai nhân thiên ương linh đồng pháp thực nam kha. Nhất mộng đoạn tay phước cứu liên khai phiên thân quy tịnh đồ hiệp chưa lệ như lại quyền sanh tay phước tịnh đồ chúng ma cứu phẩm liên hoa vi phụ màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bốn thôi Bồ Tát vi vàng ư nguyện về thượng công đương hồ cảm ư nhân thiết ngã đặng giữ chúng sanh giới cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thường trú tam bảo tát đại chứng minh. Từ thời tại chùa Hoằng Pháp Sên Ô Bình Mẹ bên Úc Châu, nay vị hương linh gia đình tạng chủ thành tâm thiết lễ an sàng phục nguyện kỳ siêu cho hương linh liêu kinh hương pháp danh quang hương hưởng thọ 85 tuổi hoặc nhật kiếp thời nhi trung thừa tử Phật lực tóc xa mê đồ siêu sanh tịnh độ phục nguyện nhất thành thỉnh Phật hạ lai tiếp dẫn tân hóa cố hương lên trợn nhập Tây Thiên cùng toàn gia hiếu quyến hàm chim lợi lạc phổ nguyện nhị vang thiên nhạc diện độ Phật quang tổng quang Tây Phương tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. À, thầy mời các anh xã tàng bên đây gia đình cứ thổ kinh phàn cái thân hoài hoa mang đạo chúng
chúng sanh quy cực lạc chi ban tiếp dẫn hương linh phó đạo tràng chí hội. Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp triệu phục vị vong linh hiển âm hiển linh tánh nhất vị thần hồn chi linh liều kinh hương pháp danh quang hương lai đáo án tiền chứng nghi trừ phục kim thời hiếu phục kính thiết hương viên trượng bí mật ngôn âm dương sứ giả linh thông tiếp vong hồn quỷ tư pháp hội. Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát. Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát. Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Tát. Sơ thất trai tuần mãn hương linh giải thoát ư vô dư tạng chủ hương ninh tăng hữu đạo. Nhất tẩy trần ai trừ câu quế nhị tẩy trượt tâm thọ kỳ tạng tam tẩy u minh thành lục trí. Vong hồn thừa thử bộ kim giai ngũ phục chỉ nhân các phục trừ phục tan chủ xả bỏ tan phục tiêu tai ca tương thân chủ. Nam mô tam ạng đa bồ đà nông ho bồ đà đi ho đa sa ta nông nam đa địa hạn kê 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 ông nhà pha ra nhà pha ra pha ra nhà pha ra pha ra nhà pha ra đi sang sa đi sang sa anh chị đi anh chị đi ta vân ca ra đi sang sa đi sang sa anh chị đi ta vân ca kinh đi ca lâm đi về pha pha tăng chủ thành tâm chung hiến trà chương linh anh về. Cha đi con thiếu tình thương, con lê gót dài trên đường vận vương, ngàn đời con vẫn mang ơn từ ơn dưỡng dục đến ơn sinh thành. Toàn gia hiếu quyết lại tạ bái biệt hương linh bốn lễ toàn giả hiếu quyến bình thân cái gì từ nghe thầy nói lễ bái hướng về bác hương và di ảnh của ông xá chào ông ba xá lễ bái A Di Đà Phật. Kính thưa trong gia đình, buổi lễ an sàng cho ông đến đây đã hoàn mãn như hôm trước thầy bàn với gia đình mỗi thứ bảy ha, vào lúc 10:30. Nếu ai có rảnh thì đến đọc kinh cho ông. Còn nếu ai bận thì 11:30 có mặt để cúng cơm cho ông. Gia đình chỉ mua trái cây hoặc hoa, hoặc mấy chị ai có nấu bánh hay làm bánh làm chè lại cúng ông thì chè lại cúng Phật và cúng ông. Còn cơm nước thì chùa Ngọc. Còn bây giờ khang tang của ai thì có thể thầy đưa cái bức quy tử, cái tắt cùng cái tên mình á để khỏi nhầm lẫn khăn của người nào mai mốt người đó đeo. Rồi cái khăn tang toàn bộ thì mình để lại đây hết. Mỗi lần nhắm đến đây là tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa.
tình cha cho con, ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đóng hết lúa thóm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian, dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kịp con người về với các bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết để ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù trần gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi, sẽ về các bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trần ai. Thank you.
ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù trần gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Cho người nhân thế với hận sầu khóc tha, chiến chiến qua bao điều tàn, người phương Nam sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hán vàng ý niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành ngàn cân sen ngát thương cho đời. Hôm mani ban mê hôm, 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 hôm mani ban mê hôm.